Đây, và đây là chính là gia đình nhà bạn Nam cho mình đã đến nơi, và bây giờ cũng bê đồ vào. Thời tiết thì đang khá là mưa, anh em mình sẽ bê đồ vào để lắp đặt cho gia đình bạn Nam nhé. Trong cái cấu hình này thì vẫn sử dụng một đôi loa PK12, giống cái bộ thiết bị trước đây, video trước thì mình đã giới thiệu. Hello, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại kênh channel của Dũng Chảo Digital nhá. Và trong buổi chiều ngày hôm nay, chiều mưa ngày hôm nay thì bên em chuẩn bị đi thi công lắp đặt cho bạn là Nam ở xóm Lứa Đại Yên, Chướng Mè Lội, một bộ karaoke. Và tiếp tục trong cấu hình ngày hôm nay sẽ sử dụng các thiết bị của DBL Cotic nhá. Và bây giờ hãy theo bọn em là lên đường để đi lắp đặt cho bạn Nam nhá. Đấy, hiện tại thì nhà bác khách hàng đã để sẵn cái kệ gỗ này rất là tiện rồi, và bọn em chỉ cần đặt lên là đẹp luôn nhá. Và cái khoảng cách giữa tivi và loa như này là rất là đảm bảo để tránh cái việc là nhiễm từ ảnh hưởng đến hình ảnh của chiếc tivi nhá. Đấy, như vậy là bọn mình đã hoàn thiện một thêm một cái cấu hình full model của DBL Tic. Cấu hình sử dụng đôi loa PK12, một trong đôi loa mà bọn mình rất là yêu thích khi mà phối ghép các thiết bị gia đình nhá. Và một cục đẩy công suất D2600, công suất là hai kênh, mỗi kênh là 600W một vế, mặt thiết kế màu đen rất là đẹp. Và sản phẩm sẽ tiếp tục trong cái cấu hình này, mình sử dụng trái tim của bộ dàn, sẽ sử dụng một vang cơ lai số DBL Cotic có mã là KM330 Pro. Đối với con vang cơ này thì lai số rồi, nên tất cả các tín hiệu xử lý rất là hay, và đặc biệt là sẽ rất là đơn giản cho người sử dụng nhé. Và một cái mic gia đình, phân khúc gia đình mã DB350 Plus, một trong những con mã mic mà bọn mình cũng thấy là giá thành rất hợp lý, cũng như là chất âm xử lý rất là hay. Và toàn bộ cấu hình đã được bọn mình kết nối xong nhá. Rất hy vọng được mọi người tiếp tục quan tâm và ủng hộ nhá. Có phải em yêu người khác rồi? Có phải em giờ đã thay đổi? Anh thấy ngọt ngào trên đôi môi, chẳng còn như ngày đầu chúng tôi. Có phải I'm